Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Minh Hạnh, năm nay mình 8 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đại tiệc Giáng sinh. Các bạn thân mến, Giáng sinh sắp tới rồi phải không nào? Giáng sinh hay còn gọi là Noel là ngày Chúa Giêsu chào đời đấy. Vào dịp này có rất nhiều thứ đặc biệt như là ông già Noel này, cây thông Noel này, con chúa tuyết này, người tuyết này và những chú tuần lộc đáng yêu. Còn mình, các bạn có biết mình thích gì nhất không? Mình thích nhất là được đi chơi này, tặng quà này và được trang trí cây thông Noel. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích điều gì? Hãy chia sẻ cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.